Bức tường Berlin, biểu tượng nổi tiếng thời chiến tranh lạnh. Sau khi bại trận trong Thế chiến thứ hai, nước Đức đã bị chia cắt và trở thành trung tâm của cuộc tranh đấu giữa hai thế lực Đông Tây do Liên Xô và Mỹ đứng đầu, nhằm ngăn cản các cuộc di dân từ Đông Đức sang Tây Đức ngày càng ồ ạt. Bức tường Berlin đã được dựng lên, không chỉ trở thành biểu tượng chia rẽ nước Đức, nó còn là biểu tượng trường kỳ của cuộc chiến tranh lạnh. Dù đã sụp đổ nhưng ngày nay, khi nhắc đến bốn chữ bức tường Berlin, người ta vẫn cảm thấy sự chia cắt vẫn còn hiện diện đâu đó giữa hai phía Đông Tây của một quốc gia. Berlin, trung tâm của chiến tranh lạnh. Khi Thế chiến thứ hai kết thúc vào năm 1945, hai hội nghị hòa bình của các nước đồng minh bao gồm Mỹ, Liên Xô, Anh và Pháp tại Yalta và Potsdam đã quyết định số phận của những vùng lãnh thổ Đức. Theo đó, nước Đức bị chia thành 4 vùng chiếm đóng. Phần phía đông của đất nước thuộc về Liên Xô, trong khi phần phía tây thuộc về Mỹ, Anh và Pháp. Dù Berlin nằm hoàn toàn trong vùng Liên Xô kiểm soát, cách ranh giới giữa các vùng cai quản Đông và Tây hơn 160 km, nhưng các hiệp định Yalta và Potsdam vẫn chia thành phố này thành những phần tương tự. Liên Xô cai quản nửa phía đông, còn các đồng minh khác kiểm soát phần phía tây. Việc chiếm đóng bốn bên ở Berlin bắt đầu vào tháng 6 năm 1945. Cùng lúc đó, cuộc chiến tranh lạnh giữa Đông và Tây đã bắt đầu trên nhiều phương diện khác nhau. Berlin trở thành trung tâm của cuộc chiến giữa các cơ quan tình báo của cả hai phe. Nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev từng nói, việc Tây Berlin, một thành phố tư bản chủ nghĩa tồn tại sâu trong lòng Đông Đức theo xã hội chủ nghĩa, như một cục xương hốc trong cổ họng Xô Viết. Năm 1948, một cuộc phong tỏa Tây Berlin của Liên Xô diễn ra nhằm buộc các đồng minh phương Tây phải rời khỏi thành phố. Tuy nhiên, thay vì rút lui, Mỹ và đồng minh lại tiếp viện từ trên không cho các vùng của họ. Nỗ lực này được biết đến với cái tên cuộc không vận Berlin và nó kéo dài hơn một năm, vận chuyển hơn 2,3 triệu tấn lương thực, chất đốt và hàng hóa khác tới Tây Berlin. Liên Xô phải dừng phong tỏa vào năm 1949. Bức tường Berlin, biểu tượng của sự chia cắt. Trong năm 1949, nước Cộng hòa Liên bang Đức, Tây Đức được thành lập trong 3 vùng chiếm đóng ở phía Tây. Ngay sau đó, nước Cộng hòa Dân chủ Đức, Đông Đức được thành lập trong vùng chiếm đóng của Liên bang Xô Viết. Hai quốc gia được thành lập để tạo nền tảng cho việc chia cắt nước Đức về chính trị. Về mặt hình thức, Berlin mang thể chế của một thành phố, bao gồm 4 khu vực và là thành phố phi quân sự đối với quân đội Đức, đồng thời cũng là một thành phố độc lập so với cả hai quốc gia Đức. Chiến tranh lạnh leo thang dẫn đến chiến tranh ngoại giao liên tục và đe dọa về quân sự. Phía Đông đã tăng cường đóng kín biên giới. Biên giới này không đơn thuần là biên giới giữa hai phần nước Đức, mà đã trở thành biên giới giữa Hội đồng Tương trợ Kinh tế và Cộng đồng Châu Âu, giữa khối NATO và khối Warsawa, tức là giữa khối tư bản chủ nghĩa và khối xã hội chủ nghĩa. Từ khi Đông Đức được thành lập, người Đông Đức đã chạy sang Tây Đức ngày càng nhiều. Bắt đầu từ 1952, biên giới giữa hai nước Đức được bảo vệ bằng hàng rào và có lực lượng canh phòng. Một khu vực cấm dọc theo biên giới có chiều ngang 5 km được thành lập, người dân chỉ được phép đi vào khi có giấy phép đặc biệt. Tuy nhiên, ranh giới của các khu vực chiếm đóng giữa Tây Berlin và Đông Berlin vẫn còn bỏ ngỏ. Vì thế, một lỗ hổng đã xuất hiện. Người dân có thể chạy qua Tây Berlin, thông qua đó đến Tây Đức. Ngoài ra, Tây Berlin cũng là cửa ngõ đi đến phương Tây cho nhiều người Ba Lan và Tiệp Khắc. Vì những người này thường là những người trẻ tuổi và được đào tạo tốt, nên việc di dân này là mối đe dọa cho sức mạnh kinh tế của Đông Đức và cuối cùng là cho sự tồn tại của quốc gia này. Từ 1949 cho đến 1961, khoảng 2,6 triệu người đã rời bỏ Đông Đức và Đông Berlin. Vào ngày 13 tháng 8 năm 1961, chính phủ Đông Đức bắt đầu dựng hàng rào dây thép gai và bức tường chống phát xít giữa Đông và Tây Berlin. Chỉ trong 2 tuần, quân đội, cảnh sát và các công nhân xây dựng tình nguyện của Đông Đức đã hoàn tất hàng rào thép gai và bức tường bê tông ngăn đôi thành phố. Bức tường Berlin được xây dựng với danh nghĩa ngăn những kẻ phát xít phương Tây vào Đông Đức, nhưng đó cũng nhằm ngăn việc di tản quy mô lớn từ Đông sang Tây. Các sĩ quan Đông Đức được biết đến với cái tên là Von Spolize đã liên tục tuần tra tại bức tường Berlin cả ngày lẫn đêm. Người dân Tây Berlin đã biểu tình chống lại bức tường. Họ cũng phẫn nộ vì các nền dân chủ phương Tây, đặc biệt là Mỹ đã không lên tiếng phản đối bức tường. Trước khi tường được xây dựng, người Berlin ở cả hai bên có thể di chuyển khá tự do. Họ vượt qua ranh giới Đông Tây để đi làm, mua sắm, đi nhà hát và rạp phim. Các tuyến đường tàu và tàu điện ngầm đưa hành khách ngược xuôi. Trong buổi sáng đầu tiên ấy, nhiều cư dân Berlin đã thấy mình đột nhiên bị cắt đứt liên lạc với bạn bè hoặc thành viên gia đình ở nửa kia của thành phố.
Sau khi tường được dựng lên, việc đi từ đông sang tây Berlin là điều không thể, trừ việc đi qua một trong ba trạm kiểm soát: trạm Alpha ở Helmstedt, trạm Bravo ở Dresden và trạm Charlie ở Friedrichstrasse, trung tâm Berlin. Cuối cùng, Đông Đức xây dựng 12 trạm kiểm soát dọc bức tường. Tại mỗi trạm, binh sĩ Đông Đức kiểm tra các nhà ngoại giao và các quan chức khác trước khi họ được phép đi hoặc đến. Trừ trường hợp đặc biệt, những người đi từ Đông và Tây Berlin hiếm khi được vượt qua biên giới. Việc xây bức tường Berlin dù không ngăn được hoàn toàn dòng người di tản từ Đông sang Tây, nhưng đã xoa dịu cuộc khủng hoảng ở Berlin. Tổng thống Mỹ John F. Kennedy cũng thừa nhận, một bức tường thì tốt hơn rất nhiều một cuộc chiến tranh. Theo thời gian, các quan chức Đông Đức thay thế bức tường tạm bằng một bức tường kiên cố hơn, khó trèo hơn. Một bức tường dựng bằng các tấm bê tông cốt thép, cao 3,6m, rộng 1,2m, có phần trên là một đường ống khổng lồ, khiến việc trèo qua gần như bất khả thi. Đằng sau bức tường ở phía Đông Đức gồm một dải cát mềm để cho thấy vết chân, đèn pha, chó dữ, những khẩu súng máy, vòng gác và lính canh với chỉ thị bắn những người bỏ trốn. Ít nhất 171 người đã thiệt mạng khi cố vượt qua bức tường Berlin. Tuy nhiên, từ năm 1961 tới khi bức tường sụp đổ năm 1989, hơn 5.000 người Đông Đức, trong đó có khoảng 600 lính biên phòng, đã vượt qua được ranh giới bằng cách nhảy từ cửa sổ tòa nhà gần bức tường, trèo qua dây thép gai, bay bằng khinh khí cầu, bò qua cống và lái xe băng qua những phần bỏ ngỏ của bức tường. Bức tường sụp đổ, nước Đức thống nhất. Trong những năm 1970, nền kinh tế Đông Đức đã trở nên vô cùng trì trệ. Họ có rất ít tài nguyên thiên nhiên, trong khi phải đối mặt với nhiều vấn đề khủng khiếp. Những năm 1970 và 1980, người Liên Xô đã ngừng bán dầu giá rẻ cho Đông Đức, khiến khó khăn chồng chất khó khăn. Bên cạnh đó, Đông Đức cũng đã vay Tây Đức rất nhiều tiền và họ trở nên phụ thuộc vào người anh em phía bên kia. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh bắt đầu tan băng ở Đông Âu, vào ngày 1 tháng 11 1989, Egon Krenz, lãnh đạo mới của Đông Đức, đã đến Điện Kremlin gặp Mikhail Gorbachev, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Theo International Business Times, trong cuộc gặp mặt bí mật này, ông Krenz mang theo thông điệp ảm đạm, kinh tế Đông Đức đang trên bờ vực sụp đổ và Đông Đức không thể trả lãi cho những món nợ khổng lồ. Ông Krenz nói với Gorbachev rằng nếu mà không được hỗ trợ về tài chính và quân sự từ Liên Xô, Đông Đức sẽ phải thông báo tình trạng khẩn cấp để ngăn các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn ở Leipzig lan tới Berlin. Ngay sau đó thì Gorbachev ban hành chỉ thị nhắc nhở các vị tướng quân sự rằng quân đội Xô Viết trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được tham gia vào cuộc xung đột giữa chính quyền ở Berlin và công dân Đông Đức. Chính sách từ chối dùng vũ lực của Gorbachev đã ngăn chặn nguy cơ đổ máu khi Đông Đức đổ vỡ. Vào ngày 9 tháng 11 1989, phát ngôn viên đảng cầm quyền của Đông Berlin thông báo về sự thay đổi trong chính sách đi lại và các công dân Đông Đức được tự do vượt qua ranh giới. Hơn 2 triệu người từ Đông Berlin thăm Tây Berlin vào cuối tuần đó để tham gia ăn mừng trong một sự kiện được mô tả là lễ hội đường phố vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. Nhiều người dùng búa đùi để đục đẽo tường trong khi cần trục và xe ủi kéo sập từng phần của bức tường. Cuối cùng, bức tường bị đánh sập và Berlin lần đầu tiên được thống nhất kể từ năm 1945. Khi biểu tượng chia rẽ đất nước đã bị phá hủy, Đông và Tây Đức chính thức hợp nhất vào ngày 3 tháng 10 năm 1990, trở thành nước Cộng hòa Liên bang Đức như ngày nay. Hiện tại, bức tường Berlin phần lớn đã bị tháo dỡ, nhưng một số phần vẫn còn tồn tại và những phần bị tháo dỡ được thay thế bằng hàng đá sỏi đôi. Phần nổi tiếng nhất của bức tường vẫn còn lưu lại là bộ trưng bày tranh ở phía đông dài 1.316m. Năm 1990, các họa sĩ đã được mời để vẽ phần này và nó đã trở thành một bộ sưu tập nghệ thuật ngoài trời lớn với 106 bức tranh. Vẫn tồn tại những khoảng cách vô hình. Khi bức tường Berlin sụp đổ, nước Đức thống nhất. Với dân tộc Đức, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của các gia đình được đoàn tụ sau nhiều năm chia ly, của một lãnh thổ được thống nhất và bao bọc trong nó. Các cư dân có chung huyết thống, văn hóa, ngôn ngữ và lịch sử. Sau khoảng 30 năm kể từ ngày đập bỏ bức tường Berlin, nước Đức thống nhất đang là một quốc gia hùng mạnh trên thế giới. Rất nhiều thay đổi tích cực đã đến với phần đông nước Đức. Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel xuất thân từ Đông Đức và bà chính là biểu tượng lớn nhất của sự hòa hợp thành công giữa Đông và Tây trong 30 năm qua. Từ một nhà khoa học trẻ, bà Merkel đã được cố thủ tướng Đức Helmut Kohl dìu dắt và thăng tiến đến vị trí cao như hiện nay. Tuy nhiên, không có gì là hoàn hảo, khoảng cách giữa các bang ở phía Đông và phía Tây vẫn còn tồn tại tương đối rõ.
Về mặt kinh tế, thu nhập bình quân đầu người của các bang phía Đông chỉ bằng 73% các bang phía Tây, trong khi lương tháng trung bình trước khi trừ các khoản đóng góp xã hội ở Tây Đức đã tăng gấp đôi, đạt 2.790 euro vào năm 2018, thì mức lương ở Đông Đức chỉ tăng 48%. Vào năm 2017, mức lương trung bình ở Đông Đức mới bằng mức lương ở Tây Đức hồi 2005. Lương bình quân của lao động Đông Đức thấp hơn 15% so với người cùng vị trí bên các bang phía Tây. Trong số 500 công ty lớn nhất nước Đức, chỉ có 37 công ty có trụ sở ở Đông Đức và không một đơn vị nào trong số 30 doanh nghiệp có vốn lớn nhất ở Đức đặt tại Đông Đức. Quy mô nhỏ và vừa cũng khiến các doanh nghiệp ở Đông Đức khó trang bị công nghệ mới và có ít cơ hội mở rộng thị trường, mặc dù đã giảm mạnh từ 18,7% vào năm 2005 xuống còn 6,4% 2018, nhưng tỷ lệ thất nghiệp ở Đông Đức vẫn cao hơn Tây Đức 4,3%. Quan trọng hơn là sau 30 năm thống nhất, vẫn còn nhiều người ở phía Đông mang cảm giác là Đông Đức bị sáp nhập, chứ không phải là một sự thống nhất bình đẳng, do Tây Đức vẫn thống trị, không chỉ về kinh tế mà còn cả chính trị, học thuật. Một số thống kê cho thấy, dù các bang phía Đông chiếm 17% dân số Đức, nhưng chỉ có 3% công dân gốc Đông Đức nằm trong hội đồng quản trị của 30 công ty lớn nhất nước, 2% trong các cơ quan pháp lý và không có một ai trong số 80 giám đốc hay hiệu trưởng các trường đại học xuất thân từ phía Đông. Sau 3 thập kỷ, có chưa đến 40% số người Đông Đức cho rằng việc thống nhất là một thành công. Ở những người trên 40 tuổi, con số này chỉ đạt 20%. Nguyên nhân như chính nữ thủ tướng Đức Angela Merkel chỉ ra trong bài phát biểu hôm kỷ niệm ngày thống nhất nước Đức 3 tháng 10, 2020 tại Kiel, đó là vì càng ngày càng có nhiều công dân Đông Đức cảm thấy họ bị gạt sang bên lề như là những công dân hạng hai trong một nước Đức thống nhất. Và cảm giác bất công đó đang là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng các tư tưởng cực đoan. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.